Pro. Cái này thì mới chát luôn. Trời ơi, tốc độ kìa má ơi. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy các bạn ơi, dữ lắm tốc độ. Đây. Tiếp. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Siêu nhanh, quýnh lên cái tem quá đẹp nha các bạn, quýnh lên cái màu quá đẹp luôn các bạn ạ, màu xanh. Cái này là em mình mua về rồi chụp keo luôn đó nha các bạn, lấy bên cam á, giá 650. Rồi, giác la mình lên nữa là hết luôn. Rồi, mình có giang em mình lên luôn. Thank you.
xuống. Cái này mấy chưa? Dạ. Ừ. Dạ, nha. Vậy là dầu qua đó luôn. Qua đó chắc luôn đó, nào rồi cũng bầm rồi bên đó chưa. Còn nữa là chú đứng ra kia đúng không? Ừ.15 quá chạy. Rồi bên đây thì 105. 115 em có 100 mà có 10 à, chạy không lại. Gặp 115 là phải che số 5 rồi nè. Quá dữ hả? Tốc. Tốc độ quá ghê mà. Đây, bác đạt 115 Pro. Hàm 2,5 m. Bánh xích 5 tấc rưỡi, bề dài 56 gai, động cơ 115 HP. Đỉnh. Đây là công ty của Lê Lợi. Hết hồn hốt luôn chưa? Thứ dữ không? Đây là 115 nha các bạn. Bên đó thì 105. 105 Pro. Cái này thì mới chát luôn. Trời ơi, tốc độ kìa má ơi. Đúng là tay nghe không bằng mắt thấy các bạn ơi, dữ lắm tốc độ. Đây. Tiếp. Khiếp.